được nghỉ ngơi để cho chấm dứt mệt mỏi cho mấy hôm nay sẽ đi dạy cuối năm tự nguyện cho mình 3 ngày 2 đêm. 3 ngày 2 đêm sang sẽ nghỉ dưỡng ở đâu thì hôm nay sẽ làm một cái chuyến đi cho mọi người lưu lại. Đầu tiên là anh ở đây là Nha Trang. Nha Trang là một cái nơi mà rất là dễ đi, cũng gần ở thành phố luôn, bay có 45 phút là tới thôi. Bây giờ sẽ lấy hành lý và đi ra Nha Trang. Kiểu là chuyến đi của những cô gái. Hai cô gái kia thì còn bé, nhưng mà cô gái đã đấy, nhưng mà đi chung với chị em trong ngôi nhà vui cực. Rồi bây giờ mình đã tới Vinpearl, đây là khu Discovery. Bây giờ mình sẽ tới chọn phòng. Mình sẽ khám phá phòng của Xuân Thanh ở. Hôm nay sẽ như thế nào nhé. Tới đây mình thích tại vì cái khu mà mình ở nó không phải nằm trên đất liền mà ngoài đảo, cho nên mình sẽ bắt tàu đi ra đảo nữa. Một trải nghiệm lên đơn trên biển. Đây là một khu, ở đây là một khu gym. Ở đây mình ra đảo mất bao lâu? Để mình đi tàu đó có 7 phút chị nhé. 7 phút thôi, vậy nó tàu 7 phút. Mình cũng ok, sẽ là anh không có xe xe, không có xe tàu, cũng chả có xe bay ra trên. Sẵn phòng chờ để check in thôi. Nó bự ơi là bự. Đã đến Nha Trang nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên mà Sanh đến Vinpearl, cho nên muốn quay lại cái clip video cho mọi người. Có lúc trước mình có đợt đã từng qua Vinpearl ăn chơi rồi, mình đi không thể đi hết tại nó quá bự. Công viên nước nè, biển cũng có những trò chơi cảm giác mạnh nữa. Hành trang vali, 2 vali, 1 vali là bikini, 1 vali là đồ bơi, khác nhau luôn. 1 vali là 2 mảnh, 1 vali là 1 mảnh. Bây giờ thì mình sẽ lên tàu ra khơi. Mở cửa ra cho sông vào nhà cùng em. Wow. Mọi người ơi, ngồi ở đây chỉ cần chill thôi. Thật sự thì chỉ cần ngồi đây cho thành một dĩa trái cây, một ly vang trắng, ngồi ngắm nhiên nhìn biển. Bứng luôn cái này giùm chị. Bực quá. Gọi cái bãi biển cực kỳ là đẹp luôn mọi người ơi. Một bên là núi, một bên là biển. Biển Nha Trang đặc biệt, trời trong xanh hơn mọi người.
cái áo này nó chút xíu, cái áo này là của Gia Gia Trương Nhi tặng cho Sứa Thanh Lâu rồi. Tại vì bà có một cái video que cái là gì, bà chuyên làm bồ bơi luôn, rất là sexy, mọi người xem nè. Đó, rất là bồ bơi và xanh túi lại cái vòng vàng của Sứa Thanh. Lát nữa mình sẽ tháo cái bồ bơi dưới, rất là sexy luôn, rất xanh điệu nhé. Lịch trình ngày hôm nay của Sứa Thanh đó là mình sẽ đúng nghĩa là một ngày đi nghỉ dưỡng. 12 giờ mình tới đây là 10 giờ mình nhận phòng. Khách sạn ưu ái cho mình vô nhận trước. Sau sau đó thì 12 giờ mình cùng đồng bọn của mình đi ăn trưa. Ăn trưa xong mình sẽ dạo một vòng biển, mình chụp hình xong mình sẽ đi spa. Ôi, mọi người biết là làm việc rất là mệt mỏi nên đi đến những cái nơi này thì sẽ thành tựu nhé. Trải nghiệm cái dịch vụ spa ở này và ở cái Vinpearl 5 sao nên nó rất là đỉnh, cho nên là rất muốn thử. Been on a west side, cause that's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, oh, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow the day. I've been on a west side, cause that's where I stay. Giờ ăn hết rồi, giờ ăn hết rồi, ngày hôm nay thực đơn của nhà hàng có gì? Ăn cái này là đúng rồi, ăn có tôm khô. Tôm khô. Trời ơi, chị muốn ăn. Mình sẽ đi dạo một vòng. Mình sẽ ăn món đầu tiên đó là hải sản bỏ lò bắp phô mai để mình ăn cái gì bé. Ở đây vừa có món tây, vừa có món ta. Đồ ăn rất là phong phú luôn ngon. Tại vì mình ở trên đảo mà. Cho nên ở đây mình sẽ làm buffet cho mình tới giờ trưa. Chứ anh nghĩ là buổi tối á là cũng sẽ có buffet như vậy. Hoặc là ai mà muốn đặt tiệc riêng á thì sẽ đặt tại phòng của mình. Hay còn có sushi nữa nè. Có đồ Nhật nữa. Đồ Trung Hoa, đồ Nhật, đồ Việt, đồ Tây. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. We ain't gotta go outside. Sau khi mà mình ra biển, chụp hình tráng tre, lăng le bò lết lên bờ xuống ruộng, thì mình đã mệt mỏi rồi. Chân tay mình cũng rèo rào rồi, mình bắt đầu đi spa. Trời ơi, đi spa cho là một trong những cái điểm mà Sứa Thanh thích thú nhất khi mỗi lần mà mình đi du lịch hay đi nghỉ dưỡng. Tại vì cảm giác mình đi chơi một ngày đã đời mệt mỏi xong rồi có những bàn tay em chịu nắng bốn bức xà rất là phê, rất là thư giãn. Cho nên là spa là một cái chính thống thể thiết chọn chi riêng bảo tắc cháu ạ. Đây là để tinh dầu cho người khách người ta gửi. Cái mùi đúng đúng massage này nè, đúng là đúng không? Đây là mùi trên KBT. Trên app, mấy nghe trực thiệt trên KBT. Là người ta chỉ cái này. Hơi hơi hướng Việt Bắc. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Trời người thích nè. Chỉ thích cái này. Thôi kiểu vì the the. Nó không ngờ xong rồi rồi. Dễ sớm hơn mà đỡ thầy như thế này. Đây là khu vực 8 của bên kia.
đi tận hưởng thôi. Đây là cũng khá là view, không phải là view hồ mà là view sân vườn. Cuộc sống mà chị em ơi, những lúc mình bận bề mình kiếm tiền vất vả thì mình phải bỏ ra một chút tiền để mình tận hưởng cho bản thân của mình. Những chị em phụ nữ mà đang coi kênh của chị Thành là mình làm đẹp cho mình, tự nhiên cảm thấy mình phấn khởi, mình vui. Xong rồi mình đâu, mình đang áp lực, mình đi đâu mùa 2 ngày như sẽ Thanh đi ở đây, cái về là mình có năng lượng mình làm việc tiếp. Bộ đồ bơi khác để đi bơi, hồi nãy ra biển bây giờ bơi. Hồi nãy hai mảnh, bây giờ là một mảnh nha, một vali là hai mảnh thôi, đây là vali một mảnh. Bây giờ hai sẽ đi bơi và mình làm một chút buổi chiều hoàng hôn, mình sẽ ngắm hoàng hôn ở bể bơi rồi mình uống một chút cocktail ngắm hoàng hôn. Ôi ước gì có người yêu ở đây. But it's hard when I am run back to. Ở đây cái hệ thống của Tinder nó rất là hiện đại, là khi bạn tới bạn check in có thẻ, ta sẽ chụp lại cái hình mặt mình, sau đó sau mình đưa ông phê, không cần đưa thẻ khách sạn gì hết, mình chỉ đưa cái mặt mình vô quẹt cái mặt mình luôn. Hồi nãy ai chụp cái hình này xấu quá, đừng sớm make up tối 2-3 giây này nè, rồi relax mình vẫn phải đẹp thôi chị em, mình cũng phải sọc và xinh tươi. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ up lên đi đâu ta, Timberland chơi cái này mình phao nổi với lại mình phao nổi và không viên nước. Trời ơi, ngày hôm nay trời rất là âm u, lần đầu tiên đi Nha Trang mà cảm thấy lạnh lạnh, hôm nay hơi lạnh lạnh, không có nắng nữa, nhưng mà nhìn bên kia mọi người thấy mây bao phủ hết cái núi, rất là đẹp luôn. Là khuôn viên của Timberland, cái mà Thanh thích nhất đó là hoa bông giấy và những cái dàn hoa này ngày nào thấy cũng có người chăm hết. Mình đã tới Timberland rồi. Hôm nay Thanh sẽ dành một ngày ở đây, đây là lần tiên mà Thanh tới Timberland. Và đây là lần đầu tiên mình sẽ trải nghiệm xem trong Vinpearl có gì. Và đây là lần đầu tiên mà anh đi Nha Trang. Tự nhiên đi Đà Lạt kìa, không biết sao lạnh quá, không không biết hôm nay có bão hay không nữa. Mà ở ngoài gió biển nó thổi vô, trời lạnh khủng khiếp luôn, không biết gió hay không. Khi mà vô một khu chơi mà quá bự như vậy, mình phải có bản đồ để mình biết mình muốn đi cái gì. Đây là công viên nước, đây là công viên nước nữa mọi người. Tàu hải tặc thác ra tự do. Sáng quá, sáng là buffet nhiều quá đâu. Giờ đi chơi trò cảm giác mạnh đầu tiên là trò chơi My
làm fan thì mình sẽ vô trong đây mình chơi. Giữa tàu lượn siêu tốc không mọi người. Cảm giác anh thế nào khi chơi cái kia xong? Trời ơi, là chơi con nít mà. Nít mà la dữ thần. Không mà, hỏi Trang coi, hỏi Trang Ly. Hai chị em mà im ru luôn. Im ru. Nghe rất là kêu hồi nãy Thanh muốn đi ra đường lượn nhớ đời. Thế là mình cứ leo lên từ cái núi xong mình trượt xuống. Nó mới có mát trượt đó, ở Đà Lạt cũng có nhưng mà cái kiểu đây nó sẽ là quy mô bự hơn, rộng hơn, dài hơn. Giờ mình chơi đi, đường lượn nhớ đời, hy vọng là đi leo một lần rồi nhớ cả đời luôn. Đường lượn nhớ đời, bây giờ mình đi thôi đi. Lên nhóc nè, lên nhóc nè. Đường lượn chuẩn bị đường tốc độ lên nè, tốc độ lên nè, nãy giờ là thấy chậm quá rồi, tốc độ nè. Ôi vàng bông dây của tôi, vàng bông dây của tôi. Hiểu tại sao nãy giờ đi chậm rồi, cái này là nãy giờ mình mới vào bắt đầu đến đích thôi. Mọi người hiểu không, là người ta kéo mình lên đỉnh núi, sau đó mình sẽ tự trượt xuống núi. Bây giờ là em á là người điều chỉnh tốc độ, hiểu không? Hết ga hết số giùm chị. Hết ga hết số luôn. Phải để cho chị ngồi đằng sau điều chỉnh tốc độ cho nó hết ga hết số luôn. Sống chậm lại. Đẹp quá kìa. Đi một đường trượt dài, thật dài phía trước. Chị Thanh là cặp đôi, hai anh chị tay cặp đôi. Hai anh chị vừa đi vừa hóng gió thì sao đi chậm quá. Hai chị em tôi hãm phanh lại. Nhưng mà đường trượt tuyệt vời mọi người. Mọi người đi là vừa thấy núi, vừa thấy hoa, vừa thấy biển, vừa thấy tất cả thành phố của Nha Trang, là thấy luôn cả hòn đảo của Vinland không? Bây giờ thì Thanh sẽ đi chơi một trò nữa, đó là trò zipline. Là mình sẽ đuôi đặt chân từ bên đây qua bên kia, mà không biết là cái cài nó như thế nào. Mình sẽ băng từ đâu tới đâu anh? Dạ từ chỗ này mình trượt xuống cho bự diễn cái heo cái gì? Đó. À rồi, bự diễn cái heo. Cái này là mình đi 130m. Ok, 130m là bạn mình xuống ở đây là không bao giờ bạn dám đi luôn. Cái zipline này đặc biệt đó là mình có thể đi hai người được luôn, giống như là gia đình. Ủa thì ba người thì sao? Dạ hai người. Hai thôi hả? Ba không được hả? Ví dụ hai người lớn một bếp. Dạ hai người thì cộng lại không quá 150kg. À không quá 150kg. Dạ, và hai người không trên lệch quá 45kg. Rồi chân phải thì nhớ nha. Rồi bây giờ mình đã bỏ điện thoại vô cái chỗ ốp an toàn để mình lên. Mình trải nghiệm cái zipline ở Vinpearl. Độ cao 130m. Xuống họ cao lắm nha mọi người ơi, cao lắm. Rồi, hai chị em tôi đã được đu cẩu như hai cái đầu bánh tét rồi. Bây giờ mình chuẩn bị lao xuống biển nha mọi người. Cái heo ơi, chồng nó chơi chị nè, bé ơi.
Thanh đã ở thủy cung, vô coi cá bơi lội. Nhìn ở ngoài Hàn Quốc tôi thấy cái kiểu mấy kiểu mà ở luôn đã ở trên bờ nên là một cá cũng bơi lội chúng ta mới nó đẹp mới đây còn thơm quá, cứ vô cái là thơm vậy. Nguyên một mày giống như đang đứng cái nhìn chị đây nè. Chị ơi, chị đang ăn cá nè mà xương nó không luôn chị. Tới rồi, bây giờ Thanh đã tới qua tầm phát siêu chậm là nhạc sao nổi rất là đẹp, rất là vui và mình làm ướt người. Đây chính là vịnh sao nổi của Vinpearl Nha Trang. Mọi người thấy khu đằng sau là ngoài bãi biển ở đây rất là đẹp, mình có thể tắm biển. Rồi nó còn có cái phao ra ngoài cho mình chụp lên chụp xuống vậy, Thanh sẽ ra ngoài phao mình chơi. Đi thôi. Bây giờ mình sẽ chơi trò trượt ván. Thôi qua cái này lâu lắm rồi sao anh chơi lại. Hồi từ hồi còn nhỏ xíu thì qua thân bác đó là ở đây có cái già rồi mới chơi lại trò này.
Đây là 3 ngày 2 đêm ở tại Vinpearl Nha Trang. Thì Sang cảm thấy dịch vụ đây rất là tốt, dịch vụ 5 sao. Thì nhân viên rất là tinh tiến và thân thiện, nhiệt tình nữa. Ở đây thì bãi biển thì rất đẹp luôn. Rất là thích bãi biển ở đây. Thứ nhất là vắng người, thứ hai là sạch sẽ. Và bãi cát thì rất là trắng, mọi người xem clip mọi người có thể thấy được đúng không? Ở đây mọi người tha hồ gốc, mọi người có thể sống ảo và chụp hình ngay tại trong phòng, có thể sống ảo được rồi. Đồ ăn ở đây rất là ngon, tại vì mình lên trên đảo mà. Vinpearl Nha Trang là một cái hòn đảo tách biệt luôn, cho nên là ở đây buffet buổi sáng, buổi trưa, buổi tối các anh đã trải nghiệm hết luôn cả 3 buổi. Thì mỗi thực đơn ở mỗi buổi đã khác nhau, rất là nhiều món, rất là nhiều sự lựa chọn cho mọi người và ăn cực kỳ là ngon. Tôi cảm thấy là 3 ngày 2 đêm ở đây Sang cảm thấy mình đang mập, thật sự là mình đang vỗ béo, cho nên là Sang cảm thấy rất là tuyệt vời khi ra đây. Hy vọng là Sang review trong clip ngày hôm nay sẽ đem lại cái gì cho mọi người, những ai mà đang muốn tìm một nơi nào đó để mình hưởng thụ, để mình có thể relax cuối năm sẽ thích clip này. Bây giờ thì kết thúc ngày hôm nay, Sang sẽ bay thẳng ra, đi thẳng ra sân bay để bay về Sài Gòn để làm những lịch trình tiếp theo nữa. Cuộc sống mà phải hưởng thụ, mình làm việc cực lực thì mình cũng phải biết hưởng thụ cho bản thân mình, đặc biệt những chị em phụ nữ. Hy vọng người xem clip này sẽ thật là vui vẻ, tươi trẻ, luôn luôn lúc nào cũng dồi dào năng lượng. Còn bây giờ bye bye.